Hello nha anh em. Chào mừng tất cả cô, chú, bác, anh em ghé thăm kênh và mua hàng ủng hộ Thanh nha. Anh chúc cô, chú, bác, anh chị em và các bạn nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Hôm nay Thanh lên một số đồ nghề Nhật Bản nha anh em, cô, chú, bác. Bên mình vẫn là ship, code và chuyển khoản. Anh em nào có điều kiện chuyển khoản trước thì mình bao phí vận chuyển. Còn ship, code thì anh em vui lòng thanh toán phí cho bên vận chuyển giúp mình nha. Rồi mình sẽ lên mã sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay. Hôm nay mình lên tiếp tục mã là B. Mã đầu tiên ngày hôm nay là mã B276. Mình có cây mỏ lách size 4 tấc rưỡi của AGM, mỗi hình thì cũ ha, chấp sơn. Em cũng còn tương đối ha. Cái này nhà mở lớn nha. Cái này nhà mở là nhà mở 1 tấc 10 cm. Này nó ngoại hình nó chấp sơn thôi. Rồi cái này mã là B276. Cái mô lết của AGM này ha, mình bán là 420.000 nha anh em, của chú bác. Mình lên tiếp mã là B277. Mình có một cây mỏ lết sắt, cái này cũ nha anh em, cái này của 14 inch, ít ít cái này của Mỹ ha. Mà cái này nó cũ nha anh em, cái miệng nó bị mẻ một chút ở đây nè. Đó, anh em của chú bác nhìn thấy ha. Mẹ răng thì cũng còn dính xi măng nè, mình cũng không vệ sinh anh em ơi, thấy nó mẻ như vậy thôi, mình không vệ sinh ha. Thường thường nó mẻ như mình bán giá cũng mềm cho anh em ta xài. Cái này nhà mở là 7 phân ha. Mấy cái này thì thường mấy cái lưỡi gà trong đây nó hay bị tét lắm nha nè. Lưỡi gà trong đây nè, cái này nó lưỡi gà nó bị tét ha. Đó. Nó thường thường nó bị như vậy đó, 10 cây là mình thấy bị hết 7 cây nha nè. Còn quà vải mình mua là cứ bóc lên là tính tiền thôi, chứ không có tét gì hết trơn ha. Đó, nhà 7 phân ha. Rồi cây này nó cũ nè, mình còn xài ngon lành nha nè. Chúng phải là nó tét như vậy thôi chứ nó còn cái lưỡi gà nè ha. Còn xài ngon lành, nó còn bún ha. Cái gà nó hay bị tép cái đó thôi, cái thép đó nó vậy. Rồi cái này mình bán 300 nha nè, đó là B277 ha, mình bán 300. Lên tiếp mà B278. Mình có một cây mỏ lết nhanh của Top. Cái này là HW350 ha. Cái này mình đo nó dài như nên chứ không phải là nó 3 tấc rưỡi nha. Nè, nó gần 4 tấc nha. Đó. Mình đo từ trên cái đỉnh này ha. Nè, đo gì nè. Cũng tới đây. Là nó gần 4 tấc ha, 38 năm. Cái này ngoại hình còn tương đối nè. Cái cây này như vậy là đẹp nha nên chứ nó đẹp hơn nữa là đúng là mình chịu ha, mình không có ha, nó dính sơn ở đây nè. Cái này người ta có xài qua nó có hơi chóc sơn thôi ha, ngoại hình vậy là đẹp của Top. Cái mô lết này ha, mã là B278, mình bán 560.000 nha anh em, cô chú bác. Rồi mình lên tiếp mã B279, mình có cây giúp đi về. Thử cái này mày, thử đi rồi mới tính.
Thường rút ba cái như này ha, đứt cửa ha. Cái này cái đầu của nó là mình thấy còn như này. Rồi. Ha, ba cái ha. Cái đầu gút của nó mình thấy còn như này. Còn đều nè, mà nó không có đóng số ha. Cái này nó không có đóng số. Nó không có đóng cái số trong đây. Có cái nó đã có, cái này nó không có đóng ha. Thì cái này giá nó cũng không có được đẹp. Đó, chiều dài là 26 ha. Đó. Cái này nó có chóp sơn nè. Rồi cái này mã là B279 ha. Bán là 360.000 nha anh em cô chú bác. Lên tiếp mã B280. Mình có con cây này nè. Cái này. Này đường kính gì là 9 cm nha nè. Ha. 9.5 9.5 gì nè ha. Nè. Vậy là đo được 9.5 ha. Còn mình đưa xuống đây nó được một cái mức này nữa thì nó lớn hơn chút. Là 10 ha. Đó. Đó xuống đó là nó 10. Nè nó một tấc ha. Đó, cái này nó vậy đó. Cái này để người ta mở cái lọc dầu lọc nhớt gì ha. Cái này nè, cái này mã là B280, mình bán 150.000, 150.000 nha anh em. Rồi mã B281 là cái bộ khẩu này nha anh em, bộ khẩu của KTC đó. Cái này nó gồm mấy cái đầu khẩu đó nè anh em, đợi mình chút xíu để mình gắn cái đầu khẩu vô để dễ quay anh em ơi. Rồi mình mới sắp vô cái dĩ này anh em cho nó dễ quay ha. Nè, của nó là đầu 26 nè, 23, cái này 21, 19, 17 năm, 17 năm ha, cái này 17 nè, cái này 14 năm, cái này 14, cái này 12, cái này 11 ha. Đó, cái này nó của KTC hết trơn, KTC hết trơn anh em. Mà nó có cái nó lục giác, có cái nó 12 khía, nó tùm lum cho nên cái này là mình lụm cái đó, rồi cái khẩu này mình lụm cũng trong cái bãi anh em, nhưng mà nó không phải nằm trong hộp ha. Cái đó mình nói rõ cho anh em biết ha, cũng là của KTC nè. Đó, thì cái này nó thiếu cái khẩu 13, mình không có khẩu 13 nha anh em. Cái khẩu 10 của nó cũng có nè, mà nó bị cũ ha. Khẩu 10 của KTC nó bị cũ nè. Nó bị cũ. Cái khẩu 10 này bị cũ ha. Rồi một cái. Rồi bây giờ nó thiếu cái 13, thì cái này mình bổ sung vô một cái 22 nha anh em. Tại cái này nó không có cái 22 ha. Rồi mình bổ sung vô một cái 22. Đó. Rồi, nó là gồm một cái cần tự động này nè, của KTC. Cái này nó cũng không được đẹp nha anh em. Đó. Đó. Còn xài ngon lành mà nó không đẹp thôi, nó cứ bị chảy đây ha. Cây khẩu, một cây đầu nói 12.7 ha. Cái đầu nói này nó dài rồi, 14 năm nè ha. Đầu nói của KTC có một cái cây này nữa. Cái này nó dài 25 ha, 2.5 tấc. Cái này là nó xỏ vô cái lỗ này, xỏ vô cái lỗ này. Rồi nó có một cây cần xiết,
xét này cũng 12 ly 7 luôn ha, của KTC luôn nè. Rồi nó kéo ra ha. Kéo ra gì thì nó có ngay con. Đó hết trơn gì là 36 nè. Đó. Nhìn cái bộ này của nó vậy ha. À, đây nó có một cái lỗ. Cái lỗ này sỏi cây này vô giọt lọt luôn ha. À, đó. Cái là nguyên cái này của nó vậy ha. À, cái này nguyên một cái bộ này ha, nó gồm mấy cái đầu khẩu này ha. Đó, giống như mình trình bày thì nó giống như trên cái phần trên đây nè. Đó, anh em có cái thông số này nhưng mà nó thiếu cái đầu 13 thôi. Thiếu cái đầu 13 mình, nhưng mà nó không có cái đầu 22. Đây mình có cái cục này của 22 ha, còn cục của 10, 10 thì nó cũ thôi. Nó vậy ha. Rồi cái bộ này. Bộ này nha anh em, bộ này mình bán là 950 ha. Bộ khẩu của thằng KTC này nè. Bán 950. Là nữa là mình tháo mấy cái khẩu mình bỏ vô cái hộp. Còn cái dĩ này là không phải thế này, cái dĩ này để dành mình quay những cái đầu khẩu khác ha. Rồi. Rồi mình lên tiếp mã là B282 ha. Mình có một cây này nha anh em. Cái này đầu 3/8 của Sankey. Đó. Của Sankey này mình cũng ít gặp. Nó vậy đó. Chứ nó có cái đầu nó như này, cái đầu này nè, của Sankey luôn 17 nè. Ha, cục này. Mấy cục này nó cũng làm sắc sảo nha nè. Nó cũng Sankey này. Cục này mình bán 150 ha, 150.000 mã là B282 ha. Mình bán 150. Tiếp mã B283. Mình có một bộ này. Bộ này cái đầu tròn 3/8 ha, cái này của Toyota. Nè, để Toyota nè. Nó gồm cái đầu lắc léo nè. Của Toyota luôn ha. Một cái đầu khẩu là 10, 12, 14, 17 với 19 ha. Với cái đầu nối. Cái đầu nối này ha. Của Toyota luôn. Cái cuốn Toyota này mình thấy nó đẹp lắm nha anh em. Ha, đó. 10, 12, 14, 17, 19 ha. Cái đầu này đầu 3/8. Đó. Đầu này đầu 3/8 nè, của Toyota. Cái này bữa mình gặp trong cái hộp nó có nhiều khẩu đó mình gom hết trơn. Cái này nó của Toyota, cái này nó đẹp. Nó đẹp lắm nha anh em. Nhìn nó sáng trưng. Ha. Đó là nguyên cái cục này nè. Bám cái đầu khẩu này với cái cây này ha. Không có cái dĩ này nha anh em, cái dĩ này để của mình, để mình gắn mình xài ha. Mà cái này là mình bán 350. Một cây này với cái đầu lắc léo này nè. Đó. Nó gồm vậy đó. 1 2 3 4 5 6 7 với cái này ha, mình bán là 350. 350.000 nha anh em. Cái này của Toyota nè. Anh em nhìn thấy không? Toyota Japan ha. Toyota Japan ha. Nè, cái đầu còn mới chát không? Đó. Và cái này mã là B283, mình bán là 350. Lên tiếp mã B284. Mình có hai cây này nè. Cái này ha. Cái này cây này nó cũ nha nè, là nó chóc sơn nè. Bữa mình mua nó cũng không có chóc sơn nhiều, giờ mình vệ sinh nó chóc gã chưa. Thì cũ mình bán cũ nha nè, giá nó cũng hữu nghị ha. Còn xài ngon lành mà nó cũ thôi. Bán cây này ha. Cái này nó vừa bấm cót, nó vừa tuốt nữa nè. 22 ha. Cái này là của, thường thường mình bán cái này là của, còn mới là nó của mặt veo thì phải ha. Rồi bán cây này với cây này nó tuốt dây nhỏ nha nè, cái thông số của nó nè ha. Cái này của Vietcell. Rồi mình bán hai cây này ha, hai cây này mình bán 150, 150.000 nha nè. Mã là B284 ha. Lên mã B285.
Có cây vít xây. Vít xây này của vịt sale ha. Nó cũng không được đẹp, tương đối thôi. Mình đang ở chế độ gà trứng giữa nó phá rồi ha. Cái này nó dược đảo chiều ngon lành, mình thử rồi. Ha, cây vít này. Cái này nó đang có cái đầu ba ke ha. Mã là B285. Cái vít này ha. Mình bán 180.000, 180 nha anh em cô chú bác. Cái này nó có một cái mũi chữ đây nè. Ha. Có thêm cái mũi chữ đây, mình gửi luôn cho anh em xài nha. Rồi mình lên tiếp. Mã B286. Mình có cái vít đóng. Cái đóng ha. Cái này của vịt xeo luôn. Nó cũ nè, nó có khờn ở trên đầu nè, chóc xi đây ha. Cái này cái đầu chữ ha, nó có cái đầu chữ thôi. Cái này đầu 1/2 ha, đầu 1/2 nè. Đó, hai cái mình thử rồi, ngon lành. Nó cũ ha nha anh em. Của vịt xeo. Cái này mã là B286, mình bán 470. Mình lên tiếp mã B287. Mình có cây vít của vịt xeo. Cái này chiều dài là 3 tấc. Cái này cái đầu này đóng được ha. Cái này nó lớn nha nè. Nó bự, nó không phải nhỏ. Nó 8 ly nữa ha. Cái cây này nè, 795 nè. Cái đầu này nó BH2, BH3 gì đó ha. Cái này chắc BH3 luôn ha. Mấy cái vít này nè. Nó có thông số này nè. Ha. Rồi cái vít này mình bán 140.000 nha anh em cô chú bác. Vít cán gỗ nè ha. Rồi mình lên tiếp mã B288. Mình có cây này. Cái này nó giống như cái Eto nha anh em. Mà nó không có cái chân nó kẹp vô. Cái này để người ta kẹp nó xài gì ha. Gỗ kẹp gì. Cái này mình cái ngàm gì làm được 15 ha. 15. Để mình mở ra hết cái nó được nha. Mở ra hết là được 10 phân ha. Cái này mở cái gì là 12 tới cái cốt. Mình trừ cái này là còn khoảng 10 phân ha. Đó. Cục này là của, cục sắt này là của, để là MCC ha. Nè. Ừ, đây nó có đóng chỉ ra băng. Nó như vậy đó. Cái người ta kẹp cái gì mình cũng không rõ. Mình lo cái bề, bề ngang này có nó nhiêu. Bề ngang này nó 7/3, 7.3 cm ha. Bề dài này thì 15. Rồi cục này là mã là B288, bán 280.000 nha anh em cô chú bác. Cục này ha. Đó. Lên tiếp mã B289. Mình có một cây mỏ lết ngắn. Lết ngắn này của tớp ha. Cái này nó nặng. Cái gì nó nặng gần nửa ký hay sao. Nhà mở là gần 5 phân ha. 4/9 nè. Ha. 4/9. Chiều dài gì là 18 ha. Đó. Nó có đống cái chữ top ở đây ha. 496 nè, đây xa băng nè.
Đó là cáp 49 ha. Từ 12 tới 49 nè. Cái này có nghĩa là nó, cái này nó có hơi có độ rơ nha nè. Cái cây này là nó có độ rơ vậy. Bữa mình cũng có bán mấy cây ha. Đó, mở ra như vậy, là còn 12. Nó không có xác được ha. Nè. Nhà nó có hơi chóc xi nha nè. Đã có xài thì nó hơi chóc xi ha. Rồi cái mallet ngắn này mã là B289, bán 460 ngàn nha anh em cô chú bác. Lên tiếp mã B290. Mình có cái mallet đen này nè. Size là 8 inch. Chiều về 20.5. Cái này hai số nè, để ban cơ 71 nè. Đó, miệng cũng còn tương đối ha. Cái cây này mình dặn vô nó không có sáng nè, nó tới đây thôi ha. Đó, nó hở chút vậy. Cái cây này nó vậy ha. Rồi cây này mã là B290. Mình bán 350. 350 ngàn nha anh em cô chú bác. Lên tiếp mã B291. Mình có một cây mỏ lết nhanh của top. Cái này 2 tấc. Ha, đó. Nhà mở gì là được 20 21 ha. Nhà mở gì được 21. Đó. Cái này dân sống ha, ta có xài nó có khờn á. Cái mối lết này mã là B291, mình bán 180. Lên tiếp mã B292, mình cũng có cây mối lết nhanh của top. Cái này size 2 tấc rưỡi, ngoại hình cũng tương đối ha. Nó hơi khờ khờ chỗ này nè. Thì em cũng tương đối nha. Đó. Cái này nghe mở để mình đo kênh nó tự nhiên. Nghe mở được 3 phân ha. 3 cm. Cái này mã là B292, bán 230. 230 ngàn nha anh em cô chú bác. Lên tiếp mã B293. Mình có cái mỏ lết nhỏ xíu, ngắn nữa nè. Chiều dài là 12 năm ha. Đó. Cái này nó không có đẹp mà mở nó ra luôn nha nè. À, mở nó ra luôn về được nè. Cái loại này của nó vậy ha. Bây giờ mình để tới đây đi coi nó được mấy phần. Ngày mở gì là được là 22, 2,2 cm ha. Đây nó có xét nè, đã có xài quá nó móp ở đây ha. Cái này mua để cướp xe đồ chơi. Rồi cái này mã là B293, mình bán 100 ngàn nha. 100 ngàn nha anh em cô chú bác. Lên tiếp mã B294, mình có cây kiềm đen, kiềm này ha. Thì nó là
chi bếp ha, nấu chip Nhật. Cái này nó không có vỏ, chiều dài là 18 năm, có cấn một chút chỗ cái mỏ này. Cái này lưỡi hít, lưỡi hít nha anh em. Chắc ngon lành. Rồi, cái này là mã là B294, mình bán 120. Lên tiếp mã B295, mình có cây mỡ đá mài của top. Cái này nó không có được đẹp, mà cũng không tệ quá ha. Này nó có chóc xi mấy chỗ đây thôi, vỏ rồi cũng có hơi khờ khờ. Rồi, cái này mã là B295, mình bán 140. Lên mã B296, mình có cây kìm bấm của Canibet, cái này xây đó hết vậy là được 19 nè. Đó, để nè, để in game money ha. Canibet đây nó có hơi khờ khờ một chút đây nè. Khởi lên chút thôi. Cái này mới chát nha nè, mà miệng còn đẹp, chưa có dấu. Cái này mã là B296, bán 570 ngàn nha anh em cô chú bác. Cái này thấy nó còn đẹp ha, còn mới chát à. Lên mã B297, mình có một cây kìm bấm, lấy đây là 10WR ha, chiều dài mình đo là 21. Ngoại hình nó còn cũ nha nè, mấy cây này thường nó cũ ha, nè nó chóc xì ha. Cái này dân nó cũng còn tương đối nè, đúng rồi. Bấm lại gì nữa, mình thấy nó hơi hở một chút gì nên em nó không sát, mình không biết làm sao nữa. Nó hở một chút rồi. Đó ha, nó hở một chút vậy thôi, nó đụng cái lưỡi trong đây nè. Mấy cái này mình ưa vậy, ưa gặp vậy nha, mấy cây rồi nè ha. Rồi, cái này mình bán là 580 ngàn, mã là B297 ha. Mình lên mã B298, mình có cây kìm của top, bấm này của top, cái này cũng còn tương đối nè, chiều dài gì mình đo tới cái đuôi gì là 21. Mã hình cái này còn khá, cái này có cái dấu cấn ở đây một chút. Cái này vẫn còn đẹp, miệng còn đẹp ha. Ở cái kìm bấm này mã là B298 của top nha anh em. Mình bán là 400 nha anh em. Lên mã B299, mình bán hai cây này nè, bán hai cây nha anh em. Mình quay từ cây trước, cái này là để là 11R ha, chiều dài là 27,3 cm, mình đo tới cái đuôi.
Đó. Cái này nó dính sơn thôi. Nó cũ mà nó còn dính sơn. Một cây. Cái này mình bán hai cây nữa, bán cặp ha. Cái thứ hai nè. Cũng bằng size cái đó, cái này nó cứ dính sỉ hãng thôi ha. Cái này thì nó ít đen, ít chốc xi hơn cái kia, nó cũng cũ nè. Có sỉ hãng đây. Rồi cái này mình bán cặp. Cặp này anh em bán 960.000 ha, hai cây. Mã là B2919 ha. Mã B2919 bán 960. Mình lên mã B300, mình có cây kéo cắt ton. Em chiều dài là 24 năm. Nó là thép, thép nó màu trắng vậy ha. Cắt ngon lành. Kéo này mã là B300, bán 200.000, 200 nha anh em cô chú bác. Lên mã B301, mình có cây kéo cắt ton, cây này của Mỹ, chiều dài đó là 24 năm. Cái lưỡi chỗ này mình đo là 5,5 phân, từ cái ngoài lưỡi tới gốc là 5,5 phân. Cái cây này cái lưỡi dài này, để nó mình đo cái cây này 7,5 phân ha. Cây này mình đo là 7,5 phân ha, cây nãy nè. Nên tới cây kia cốt này. Kéo này nó cũng còn đẹp. Nó mấy cây của Mỹ nó vậy là đẹp nha nè. Đổi là ngon lành. Đó ha. Cái kéo này là nó cắt cái đường cong về bên phía tay trái nha nè. Nhưng gì mình cắt bo bo nó bên về bên tay trái nha. Đó. Ha. Dễ cắt hơn cái kéo thẳng, nó vậy thôi. Ha. Đó. Cái kéo này nó cắt cái đường cong về bên tay trái. Cái lưỡi nó là hơi cong mà, anh em thấy không? Ha. Nó có cái chốt gãy đây. Này vừa vô vô dầu là nó hơi gích tay chút thôi. Ha. Này cái này có đóng chữ USA đây ha. Ở cái kéo này mã là B301. Cái này mã là B301, mình bán 380.000 nha anh em cô chú bác. Mình lên mã B302, mình có một cây sữa lưỡi cưa đó. Cái này ngoại hình nó cũng còn tương đối nè. Ha.
Rồi, cái này mình bán là 250, mã là B302. Lên mã B303, mình có cái kéo này nè. Kéo này mình có đăng, mình bán không có được, nên mình giảm giá như này. 21. Kéo này cán nhựa. Nó có đóng chữ ra băng ở đây ha. Cái này nước này xả là nó bung ra. Cái này tại sơn ở đây nè. Zin của nó vậy như này. Mình thấy cái kéo này nó không có bén. Để mình kiếm tờ giấy mình cắt thử. Đó. Chắc cũng được mà mình thấy nó không có bén như này. Này biết về vuốt sơ lại ha. Này, cái này phần đen đen này nó dính mũ cây, còn cái này là sơn. Cái lưỡi của nó vậy đó. Ha. Rồi gà lại vậy thôi. Đấy là Chikamasa nè, nó là như vậy đó. Rồi, cái này mình bán 260 triệu ngàn nha anh em cô chú bác. Đó là B303. Lên mã B304. Mình có cây này nè. Cái này để gắn cái mũi viên găng vô nè. Cái này đầu này 3/8. Cái này nó để là 7 ha. Bên đây thì 1/4, cái đầu này 1/4, cái đầu này thì 8, còn nó làm như thế này, cái này cái nút đây gạt lên gạt xuống thôi, đảo chiều ha, ở bên đây cũng vậy, đảo chiều thôi. Rồi cái này mã là B304, bán 170. Lên mã B305. Mình có cây kìm bấm cót. Cái này để là No 61. Cái này cái màu si của nó vậy đó. Nó không có bóng mà nó nhìn nó cũng chất lượng lắm nha cây này. Nó không có đóng chữ da băng, nó có đóng chữ Nhật ở đây thôi. Nè. Nhật đây thôi, mình nhìn không có ra ha. 1.25, 5.5, 2.0 với lại 8.0 nha nè. Đó. Cũng ngon lành. Cái này nó có cái lẫy này nè, mở nhanh được nha nè. Ha. Như tới đây nó đâu có ra đâu nè. Mình gạt cái lẫy xuống. Đó. Là nó bung ra được ha. Này mình để mình gạt xuống được, nhưng mà vậy nó mau hư cái răng cho nên mình hơi đè vô chứ mình gạt nó nhẹ là nó bung ra nè. Đó thấy không ha. Còn gì thì mình bấm hết hành trình nó bung ra thôi, vậy thôi. Cái này mình đo là 26 năm ha. Mã là B305. Cái này mình bán 380 như này. Cái này nó để nè. 5000V ha. Cái vỏ nè. Vỏ này nó dày. Cái nhựa này nó rất là dày nha anh em. Cái vỏ này thấy còn tốt nè. Không có bể nha anh em. Ha. Đó, mã là B305 ha. Bán 380. Lên mã B306. Mình cũng có cái kìm bấm cót. Cái này chiều dài 28. Dạy cái kia chút ha. Cái này của Lotter nè. Đây thì nó để chữ Nhật thôi. Này cũng còn tương đối. Rồi, cái này mã là B306, mình bán 360 ha. 360 ngàn.
lên mã B307. Mình có cây cờ lê tự động 4 số. Chiều dài mình đo vậy là 24 năm ha. Đầu này 19. Đầu này là 22. Cái này của Sun K ha. Đầu này là 21. Đầu này là 24 ha. 19, 21, 22, 24 ha. Đó. Ngoại hình cũng tương đối. Hàng bãi gì là cũng tương đối vậy nè. Đảo chiều nó làm ha. Đó. Cái này mã là B307. Mình bán 320. 320.000 nha anh em cô chú bác. Lên tiếp mã B308. Mình có con dội này nè. Ha. Mình kéo xuống rồi nó đứng lại gì nè. Đó ha. Vậy thôi. Mình cầm lên thì nó rút vô. Này của Tajima ha. Cục này nó nặng, cục này là 200g nha nè. Cục này nhựa mà nó nhìn nó cũng còn đẹp ha. Cục này nó sơn, bên này, sơn nha nè. Cái này nó cũng sơn luôn. Ở đây nó có miếng cao su ở đây. Tajima. Đây nó có để cái thông số gì đây ha. Đó. Ê, cái này là mã là B308. Mình bán 170. Lên mã B309. Mình có một cây kiềm tuốt dây điện. Cái này của Vietcell. Nó cũng còn tương đối ha. Cái này nó để đây là chữ A ha. Cái lỗ tuốt nó nhỏ. Rồi, cái này mã là B309. Bán 270. 270.000 nha anh em cô chú bác. Lên mã B310. Mình có cây này nè. Nó để chữ C ha. Mình tuốt thử. Cái này cũng cửa về sale luôn ha. Mấy cái này nó hơi lỏng, nó dầu quá, nó tuột. Giờ anh em lại lau khô và xử lý lại là nó im à. Cái cán này nó vậy. Rồi cái này mã là B310. Mình bán 300. 300 nha anh em cô chú bác. Cái này nó là chữ C ha. Lên mã B311. Mình có cái cờ lê móc. Cái này chiều dài mình đó là 28 ha. Mỗi gì là 7 phân rưỡi. 7/3 ha. 7/3 nha anh em. Ở đây mình kéo xuống thì nó nhẹ, cái gân nó xuôi xuống vậy. Ở đây mình đẩy lên không được ha. Đẩy lên phải đè xuống ha. Rồi, vậy thôi. Rồi, cái này mình bán là 250. Mã là B311 ha. Mã B311 mình bán 250. Lên mã B312.
mình có cây kiềm mổ quạ nè, đầu cái đầu nó nhọn nhọn gì nè ha, nó để ta mở ấp mở gì, cái này nó cũ, cái này 2 tấc rưỡi ha, nó mở là 4 phân rưỡi ha, nó hở cái tay gì là 4 phân rưỡi, cái này của Lotter mà nó cũ vậy nè, có lò xo ha, xo bu mà. Rồi, cái này mã là B312, bán 150, 150 ngàn. Ngoại hình cũ nha. Ha. Nên mã B313. Mình có một cây của Top. Cái này ngoại hình còn tương đối. Vỏ thì có hơi chạy vài chỗ thôi. Ha. Nè. Nhưng mà cũng còn tương đối nha nè. Ta có xài qua ha, có dấu khờn thôi. Đó. Này nó dính cái gì trắng trắng trong đó ha. Bốn phân rưỡi. Mở ngàm ha, bung cái tay ra là nó lớn hơn nữa. Cái này của Top, nó cũng có lò xo bung rồi. Cái này mình bán 160, mã là B313, mình bán 160. Nên mã B314. Mình có cây thước cặp. Cái này của Canon. Cái này chiều dài 2 tấc ha. Đó. 2 tấc. Đặt số rồi còn tương đối ha. Đây nó có hơi ố ố đen đen thôi. Cái lưỡi này còn khít cái miệng, khít dịch thôi. Cái miệng trên, miệng trên cái chót đầu nó không có được nhọn nha anh em nè, đó nhưng mà vẫn còn ok ha, nếu mà cái chót nó phải nhọn thêm chút nữa. Mình thấy cái này nó không có nhọn, mình lấy về nó vậy ha, không có sử dụng thì nó vậy thôi anh em ơi ha. Rồi, cái thước này mã là B314, mình bán là 470 ngàn nha anh em. Cái này ra vô ngon lành ha. 470. Mã là B314. Đến tiếp mã B315. Mình có cái thước gấp. Dài gì là 3 tấc ha. Đó. Nó vậy thôi. Cái này mình thấy nó không có đóng chữ ha. Không có đóng chữ nha nè. Đó. Nó vậy thôi. Để người ta đôi gấp. Tôi đo gấp xong rồi nó cũng cứng ra, nó mình đo xong mình đem qua mình lấy dấu hay nè, nó vậy thôi. Nó là B315, mình bán 130 ngàn nha anh em cô chú bác. Để mình đo cái phần này cái nó nhiêu. Phần này nó được 17.7 nè ha. Cái đầu này. Bán 130 ha, nó là B315. Lên mã B316. Mình có cây thước giúp che gốc nè. Cái này nó có ố chỗ này xét chỗ này ha. Cái này thì nó có chạm nổi ha. Đó, nó chạm nổi trong đây nè. Bên đây cũng vậy ha. Chạm nổi nè.
Đấy là Honma ha. Anh em cô chú nhìn thấy ha. Đó, chữ Honma. Nó có hơi ố chỗ này như này. Đó. Chỗ này. Rồi, cái này mình bán 140. Đó là B316 ha. Bán 140.000. Bán 140.000 lên mã B317. Mình có cây thước góc 45 độ, đây nó có, ta có vẽ cái hình con chim đây thôi, nó trơn vậy đó ha nè. Mình nói gì nè, sắc xéo gì được 10-11 năm. Nên bán cây này với cây này nữa, cây nhỏ này nó có bản quy đổi làm sao nè, nó cũng hơi mờ như nè, nó nhỏ xíu số mắt tỏ mắt sáng nhìn mới thấy được rõ được ha. Đó, rồi mình bán cái này ha, hai cái này mình bán 140.000 cái này như nè. Đó là B317 ha, lên mã B318. Mình có cái thước này nè, nhỏ xíu vậy nè. Đó. Cái này nó đo độ hở vậy nè, cái thước này ha. Ở cái mũi trên đây nè, mũi tuốt ở dưới nó hơi cong vô chút xíu ha, cũng không đáng kể. Cái thước này nó đo cái độ hở nè, nó vậy thôi. Giống như cái lỗ này mình đo nè, ha, ở đó nè, đó, 8, này là 8 ly ha, cái lỗ này, nó vậy thôi. Nhiều khi nó nhỏ mình không có đúc cái đầu thước cặp vô được cái này. Rồi, cái này mã là B218, mình bán 200, cái này nhanh em, bán 200 ha. Lên mã B219. B219. Mình có cặp cảo nhỏ xíu này của Lotte. B3 chứ, 319 nha anh em. Những cái này hay là như nó khác cái đời với nhau hay sao? À, cái chữ nó lớn chữ nhỏ nó khác nhau một chút, cũng còn tương đối nha nè, hai cây này của Lotte. Cặp nhỏ. Đó ha. Rồi, cái này mình bán hai cây. Hai cây này ha, mình bán 200. Cặp này ha. Mình bán 200.000. Mã là B319 ha. B319 mình bán 200. Lên mã B320, mình có cặp cặp 70.075 của Xuân Khay ha. Cái này mình có được 2-3 cặp nha nè. Còn mấy cặp mình chưa vệ sinh kịp, nó cũng tương đương nhau không. Cái này cũ mà, như vậy đó, một cây. Cái thứ hai, nó như vậy ha. Cái nhà mà còn ngon lành. Có đóng chỉ ra băng ở đây ha, của Xuân Cây. Và một cặp này ha, mình bán hai cây. Một cặp này mình bán 250. 250.000. Riêng cái cặp này á, anh em nào chuyển khoản là mình hỗ trợ 50% phí vận chuyển anh em. Mình hỗ trợ 100% phí vận chuyển, là cái phí vận chuyển là nó cao á nè, 45.000 không. Mình gửi gì là mình không có bán nổi luôn á nè. Nếu mà mình bao ship mà phí
gần 50.000 là mình không có hỗ trợ nổi. Cặp này nó nặng ký mấy anh em, cho nên phí nó cao. Cặp này anh em chuyển khoản mình hỗ trợ 50% phí vận chuyển nha nè. Cặp riêng cặp này ha, phí nó cao dữ lắm anh em ơi. Cái đó anh em thông cảm cho mình ha, anh em trả tiền vận chuyển là anh em biết ha. Rồi cái này mã là B320, mình bán 250, chuyển khoản hỗ trợ 50% phí vận chuyển nha anh em. Mã B320 ha. Mình lên tiếp mã B321. Mình có cây cảo ba chấu. Ba chấu nè. Để mình để gì mình đo. Đo cái tia cảo nó sao? Nó nhiều. Cái tia cảo mình đo là 14 năm nha anh em. Cái tay cảo mình đo được là mình nói nhầm nha anh em, tia cảo mình đo được là 24 năm ha. Nè. 24 năm. Cái tay cảo mình đo được là 22. Cái cây này thì nó không có đẹp. Nó không có được đẹp nha anh em cô chú bác. Ngày mấy cái thanh này của nó chóc xì hết trơn. Nó chóc xì á. Đó. Đây là nó để là G6 ha. Nó là cái cảo số 6 mà nó cảo ba chân ha. Nó có đắp chữ ra băng bên đây ha. Mấy con ốc này, mấy con tán này là còn zin nha anh em. Super. Nè, con tán này còn zin luôn ha. Mình kiểm tra rồi, miếng tán này còn zin nè. Ha, đó. Cái này nó cũ, mấy cái này nó chóc xi thôi. Rồi cái này mã là B321. Nó nặng ha. Cái này anh em nào ship code thì cọc cho mình anh em, nó nặng ha, để mình cân cho nó mấy ký. Rồi mình mới cân anh em, cái này nó nặng là 3,2 kg ha. 3,2 kg. Cái này khách anh em nào giao dịch lần đầu tiên là chuyển cọc giùm mình nha anh em, ship code ha. Còn anh em nào mà có giao dịch qua thì khỏi ha. Anh em thông cảm cho mình ha. Rồi mình lên tiếp mã B332. Mình có cây Eto. Eto cái ngàm nó là 90 ha. Cái này nó cũ nha anh em. Cái tô này nó cũ. Ha, để mình mở nha. Cái này người ta cứ xài qua nó cũ nè, ngàm cho nên nó có chày. Cấn ha. Cấn ở ngoài thôi. Ở trong không có bị cấn chút chỗ này nè. Với cái phần đe này người ta gõ nè. Nên người ta gõ nó có dấu hết trơn. Đó. Cái này của Euron ha. Cái này nó cũ. Cái này anh em xài gia đình đồ chơi. Đó ha. Ngoại hình cái này cũ. Euron ha. 3/1/2. Đây nó cũng có cấn nè. Để mình dặn vô nè mà. Cái này nó cũng cũ ha. Cũng không chi tiết nhiều. Đó. Nó ngàm nó vậy ha. Này nó có cấn chỗ này. Với bìa này. Rồi cái này mã là B322 ha. Mã là B322. Mình bán 700. Cái này anh em, mình bán 700. Mã là B322. Mã B322 cũng là mã cuối cùng clip hôm nay ha. Mình chân thành cảm ơn em cô chú bác đã dành thời gian xem clip của mình. Hẹn em cô chú bác vào một cái clip sau. Bye bye.